Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, clip này mình sẽ gọi là chia sẻ lại với mọi người là những nhân vật mới đã xuất hiện trong năm qua ở Nam Ngô Farm. Ha mọi người ha, cả một cái hành trình đó chứ không phải là đơn giản đâu. Đợi chút xíu, tụi nó đòi đi chơi các bạn, hít đất cái để lát nói chuyện ham nói quá quên luôn. Thì cái hít đất này cũng là một cái điểm nhấn giúp cho mọi người nhớ tới, tạo cái sự ấn tượng cũng như là ý nghĩa mà mọi người nhớ tới Nam Ngô Farm ha. Một hoạt động đơn giản nhưng mà nó mang nhiều ý nghĩa, sức khỏe. Mặc dù kênh mình cũng không phải là chuyên về thể dục thể thao. Ok. Trong những cái thành viên mới thì có hai này mà giờ mở cửa ra nó quậy lắm. Để mình giới thiệu những cái bạn dễ thương đơn giản trước đi, ẩn lát mình đi ra đây mình sẽ giới thiệu tụi nó, mình sẽ phỏng vấn lại tụi nó giờ nó quậy lắm rồi. Thằng Lucy lúc mới về nhà mới thì rất là hiền dịu, tiểu thư, nhưng mà giờ như giặt luôn. Còn em 3B thì cũng quậy, lanh. Mới qua hả? Đang quay clip. Xong qua nói qua mà không qua. Qua nói qua. Hôm nay nói qua nó không qua mà qua. Ok các bạn, mai trong nhà là lặt hết lá rồi. Sạch sẽ, giờ đang cắt cỏ. Chuẩn bị ăn Tết. Đây, đầu tiên là có ba bạn cá, ba bạn cá trời, đây còn hai bạn, hai bạn cá beta, tổng cộng 4 bạn lận, của này là của bạn Trung tí chuột tặng, nhưng mà đi bụi hết hai bạn rồi, giờ chỉ còn có hai bạn thôi, thì trong năm qua đó. Cũng có rất là nhiều thành viên mới gia nhập Nam Ngô Farm ha. Nhưng mà đồng thời thì cũng có một vài bạn đã coi như là hết duyên. Thì hết duyên thì đành chịu luôn đó. Thì cũng rất là nhiều bạn muốn tặng mình con này con kia nuôi lắm, nhưng mà mình xin phép không có nhận. Tại vì không có đủ thời gian chăm sóc thì các bé nó sẽ không có phát triển tốt được ha. Thì hy vọng là năm tới sẽ có không gian rộng hơn, nhiều thời gian hơn để nhận thêm nhiều bé về nuôi, để quay cho các bạn coi. Ở trong này là có những bạn kiến này. Đó, có ổ kiến này. Các bé nó cũng đang bắt đầu ổn định dần, phát triển. Mình đang chờ nó sẽ cho ra những đàn kiến con ha. Thì nếu mà nói về kiến thì mình còn hai ổ nữa đang nằm ở dưới HT á. Đang nằm ở dưới HT á, là nay mai mình sẽ xuống dưới mình lấy. Thì sẽ lúc đó mình sẽ dọn cái chỗ này, dẹp mấy cái đồ linh tinh đi, để cái khu vực này để những cái tổ kiến cho nó tối ngắm nghía cho đã. Nếu mà sẵn nói về cái những cái thành viên mới á, thì có một cái không phải là con vật nhưng mà cũng là một cái mới trong năm qua, sẽ giới thiệu cho các bạn cái phòng livestream của mình cũng như là cái phòng kể chuyện ma. Thì thật sự cuối năm các bạn, cuối năm thì ai cũng bận hết. Hẹn hò anh em đi quay, đi review thì thường thường anh em bận, hoặc là tới phút chót có công việc đột xuất cho nên là không có đi đâu được hết trơn, ở nhà không. Đây là căn phòng livestream của mình cũng như là căn phòng kể chuyện ma đó. Nãy sáng mới livestream xong, livestream bán hàng ăn riết còn có cái nụ không à. Livestream ngồi bóc ăn riết. Thì hôm bữa mình làm clip mình có chia sẻ đó, năm tới có thể là mình sẽ quay lại cái đề tài bò sát nhưng mà theo cái hình thức truyền tải nó khác. Lúc trước là mình truyền tải theo cái dạng trải nghiệm của bản thân, mình nuôi rồi mình tương tác với nó, mình rút ra được bài học gì, kinh nghiệm gì, phản ứng của tụi nó như thế nào. Thì
Nói chung là cái đó mình vẫn chưa có thể quay lại ha, nhưng mà năm sau mình sẽ quay lại đề tài bò sát theo cái dạng là mình sẽ tìm hiểu nhiều thông tin hơn, nhiều kiến thức hơn, thu thập nhiều cái tư liệu, hình ảnh ở trên mạng, sau đó mình sẽ cắt dựng thành video clip để truyền tải tới mọi người. Thì có thể lúc đó mình sẽ biến cái phòng này thành một cái nói chung giờ nó giống như cái kho thôi, mình đang làm một góc này để mình livestream thôi. Có thể sau này mình sẽ dọn dẹp hết chỗ này, mình biến cái phòng này nó mang cái phong cách nó Amazon hơn, nó rừng cây các thứ đâu này nọ, để mình ngồi mình quay clip, mình dựng clip cho mọi người hả. Thì đây là cái góc làm việc của mình ha. Rồi còn gì nữa anh ta? Cá kiến rồi quý vị, giờ đi ra ngoài chuồng chim, chuồng chim lại. Còn hai bạn dê thì nằm bên múc bên cái xưởng cám bên kia của mình. Ba bạn dê. À, thiên tế nữa. Thiên tế là thực vật ha. Ngoài động vật cũng có thực vật về nhà mới. Đó là bạn thiên tế. Cái này là bữa đi ra ngoài Bình Thuận đem về. Ninh Thuận. Này. Cây ổ rồng nay rất là sung sức rồi. Nhà thì để chuẩn bị ăn Tết cho nên là bữa giờ là làm việc dọn dẹp rất là nhiều. Tất cả các cây mai đã được các bạn coi là đã được tước hết lá rồi. Mưa kiểu này không biết có nở sớm không. Một bông mai đầu tiên đã nở trong vườn rồi. Hey. Hả? Xuân về nụ rất là nhiều ha. Hy vọng là sẽ đúng thời điểm ra được full. Lộc vừng cũng ra bông luôn. Hy vọng năm nay có lộc. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình còn chim, tới chim. Chim thì có ba bạn chim mới. Đó là một bạn hai bạn bồ câu do Lâm Durek tặng. Bạn Lâm Durek. Lâm Durek đặt cái tên nghe thấy ghét. Từ từ. Trời ơi nhảy cần cẩn lên kìa. Đây các bạn. Đây là hai con chim này nó đang làm ổ rồi nè. Đó, chuẩn bị có trứng, có baby á. Nó bắt cặp rồi. Cái con cánh nâu là chim trống ha. Còn cái con mà bảy cá là cái con chim sẵn ở nhà, chim mái. Đó, thì Lâm Durek tặng mình cặp con cánh nâu này với lại con trắng này nè. Mà giờ nó gặp con này nó bỏ, nó không có đi theo con chim trắng này nữa. Mà nó bắt cặp với con này. Hai đứa nó đang xoáy ổ trên kia kìa. Đó, hy vọng là Tết này sẽ có mấy bạn bồ câu thật là xinh đẹp ha. Đó. Rồi xong chim. Rồi tới xuống đây là tới gà. Trời. Kiến, cá, chim, gà còn có vịt nữa nha các bạn. Nhiều món lắm. Anh em quý anh em tặng không? Mà có thêm đây bên này là cái gà. Thôi vịt trước đi. Đang gặp mấy con vịt. Đây là hai bạn vịt. Này là hai bạn vịt của Chiến Kê tặng. Chiến Kê là Phát Dương á. Tặng cho mình. Thì theo mình tìm hiểu con này nó gọi là vịt Hà Lan. Vịt mỏ ngắn ha. Size nó rất là nhỏ. Size nhỏ xíu các bạn. Cỡ phân nửa con vịt bình thường của mình thôi. Rất là dễ thương. Bé nó về đây nó đẻ cũng được 3 ổ trứng rồi. Mà rất tiếc là chắc là con đực nó, con trống nó còn tơi quá. Cái đạp không có chín cho nên là trứng ung không à, không có nở. Hy vọng là mùa mới là địa bàn của nó đó, nó vô nó tính đuổi mình đi á. Mấy bữa nay mưa quá nè các bạn, coi rau muống ế bỏ không. Trời mấy hôm nay mưa lạnh cho nên là tụi nó ít ăn đó, dư ra. Đây là hai thành viên mới luôn, vịt luôn. Để bữa nào suy nghĩ ra tên nào dễ thương đặt cho nó coi. Đây các bạn nhớ cái công trình thế kỷ của mình không? Công trình trường vịt đẻ. Chịu view quá. Không ơi. Đây bên này các bạn. Gà chín cựa cũng của Lâm Durek tặng mình luôn. Một cặp.
Đây. Đây là con gà trống ha. 9 cửa nhưng mà thật ra có 7 cửa thôi các bạn. Ờ, có trứng đang đẻ trong kia. Đây là bạn gà mái. Bạn gà mái đang ấp. Đang nằm ấp nè, thấy cưng không? Ngoan không? Biết dưới này có mấy trứng đây. Xù người lên bảo vệ kìa. Ừ, biết rồi, gà mái giỏi. Ồ, cũng được 6 trứng, nhưng mà sao có trứng bự, trứng nhỏ dữ quá ta. Có trứng kia bự quá. Rồi, nằm tiếp đi. Không làm phiền con nữa. Rồi, đây, có sản phẩm luôn nha, có bầy gà con luôn. Các bạn có nhớ là khoảng nửa tháng trước mình có quay về cái bầy gà con 9 cửa không? Này nó lớn rồi nè, trọng trọng rồi. Này. Lớn chưa? Mau lớn không? Lớn nhanh ha. Bắt chúng cái con bình thường luôn, không có cửa nào luôn. Con bé này nó bị đẹt. Cái này sao cũng cửa bình thường luôn. Bé này bị đẹt nè. Con này cũng cựa bình thường, nhưng mà con này là nhiều cựa nè. Quá màu lớn luôn. Đó. Nè. Nó nhiều móng các bạn. Rồi, coi như là cũng tăng thành 2, 4, 6, 8, 10. Mười mấy con đó các bạn, 11, 12 con gì đó, gà con. Rồi còn một bạn cu nữa. Cu, cu Thái. Mà bạn cu Thái đó hơi nhát. Nó chưa có dám lại gần mình. Không, nó cua thường à. Cua Thái nó có bông trắng trắng bữa. Cũng chịu view luôn. Hai này cũng là chịu view mà. Rồi, coi như là gọi là siêu sao nhất vẫn là hai đệ này. Quậy như giặc. Mới đầu các bạn nhớ không? Nhớ mới đầu về mình giới thiệu về Lucy không? Ngồi im ghê à. Sau này nó làm loạn luôn. Đi ra đi ông. Khoan để đóng cái cửa lại. Trời 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 trời. Đi đóng cái cửa này để xuống đây nó quậy. Yeah. Lên 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 lên. Lucy Lucy Lucy. Rồi để lại mở cửa cho thằng B nữa. Bên cạnh đó cũng có một số bạn nó hết duyên, hết chia tay. Thì có thêm vô cũng có bớt ra. Rồi từ từ. Hả? Sung chưa? Không chưa? Thằng này cũng vậy các bạn. Hồi lúc trước, ở trước ở nhà dưới á. Ở nhà trước á. Anh ít không gian. Cái gì? Anh ít không gian chạy nhảy. Đâm ra là anh khá là thụ động. Từ lúc anh về đây là mỗi ngày anh được đây. Anh được chạy đi chơi vòng vòng. Đâm ra hôm nay anh khỏe mạnh. Anh như như trâu á. Mạnh. Ngáo ấy sợ luôn. Ngáo ve luôn á. Hai đứa nó bắt đầu lên giống rồi các bạn. Con bữa giờ để ý là con Lucy nó nhảy lên thằng B, nó làm mấy cái chuyện đó không à, mà tụi nó là không thể, nó không có đủ sức ha, nó không có đủ lực để mà nó làm tự nhiên. Xíu nó xuống dưới nó quậy mang dịch. Cái thằng B nó có cái tật xấu, con Lucy nó có cái tật là nó hù mấy con Igu, nó vờn, nó làm cho Igu sợ. Con Lucy á thì không, ấy con B á thì không có cái tật đó. Nhà con B thì đi ăn hiếp mấy con vịt. Hoặc là con gà nào sổng ra nó dí, nó làm thấy ghê lắm. Nó làm tao quéo luôn, chứ nó không có chọc Igu. Đó, hai này, hai quậy. Rồi, bữa mình leo xuống cái hồ sen này để mình
mình cắt tỉa thì hôm nay các bạn thấy là nó lên lá mới rồi đó, cũng sạch sẽ hơn, còn bữa là nó héo queo hết rồi. Lý do mình phải rào cái này lại á, là lúc mà cái cây sen nó chưa có phát triển á, thì mấy bạn dịch xuống bơi nó đạp hư hết mấy cái chồi nó lên đó, cho nên phải rào lại để khi nào cái này nó xong hết mình nó tháo ra cho dịch nó xuống. Anh này tướng vẫn còn pin ha. Đó, tướng coi như là được vận động nhiều, các bạn thấy cái lực cái show và cái cơ bắp của nó là nó còn hơn ngày đầu nữa. Còn em anh em 3B là bớt béo phì nè, và có lực hơn, đi đứng mạnh dạn hơn. Lúc mới đem về đây đi lúc trước ít được chạy nhảy quá cho nên cái chân nó hơi yếu, còn hôm nay lúc này là khỏe lắm. Ok các bạn, thì chuẩn bị bước sang năm mới theo cái lịch âm ha. Thì chúng ta tổng kết lại trong cái năm 2022 vừa qua, thì đã có những thành viên mới đã gia nhập vào cái Nam Ngô Farm, cái nông trại vui vẻ này. Thì mình nghĩ là trong năm tới sẽ còn thêm nhiều nhân vật nữa sẽ được định cư ở đây đó. Thì mong là các bạn tiếp tục ủng hộ Nam Ngô Farm để xem là sắp tới sẽ có những thành viên nào, những nhân vật nào mới gọi là nhập số hộ khẩu về đây đó. Rồi và hy vọng là sẽ tránh được càng nhiều thất thoát càng tốt ha. Nhưng mà thật ra cái này nó cũng không có tránh khỏi, có những con thì nó hết cái vòng đời nó rồi các bạn, nó già quá nó hết cái vòng đời. Có những con thì nó bị những cái chứng bệnh nó mới lạ đó, thì chưa có biết cách xử lý. Thì hy vọng là năm tới chúng ta sẽ đón tiếp thêm được nhiều thành viên nữa để gửi đến mọi người ha, có thể chung vui và hạn chế tối đa những cái thất thoát. Ok mọi người, thì chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cho năm mới nè, có nhiều động lực để thực hiện những cái ước mơ của mình. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau ha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Bye bye.